Thưa quý vị, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án đối với việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó có đề xuất cho lao động rút một lần, song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía người lao động. Hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần đang được đề xuất tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đó là phương án 1, giữ nguyên quy định hiện hành, tức không hạn chế rút, lao động tham gia dưới 20 năm bảo hiểm xã hội và sau 1 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được rút một lần. Phương án 2, người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Thời gian đóng còn lại được hưởng bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Nhiều người lao động cho rằng lao động rút bảo hiểm xã hội một lần chủ yếu là những lao động trực tiếp, công việc vất vả, đời sống kinh tế eo hẹp. Trong khi đó, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là có đóng, có hưởng. Vì sao người lao động đóng bảo hiểm xã hội mà lại được hưởng ít hơn số tiền đã đóng? Điều này là chưa phù hợp. Nếu mà mình xác định là sắp tới mình sẽ có những cái công việc khác hoặc là dự định là sẽ không làm tại một tổ chức nào đấy, mình làm việc tự do ấy, thì mình cũng sẽ chủ động mình sẽ rút hết bảo hiểm xã hội một lần. Đấy là tiền của người ta thì sẽ tùy theo cái nhu cầu mà người ta quyết định. Đa số mà người lao động trước khi làm một việc gì đấy thì người ta cũng tính toán xem là cái gì là có lợi hơn. Thì ví dụ như người ta sẽ tính toán về thời gian đóng bảo hiểm này, cái lương người ta đã đóng lâu nay thì cái mức về một lần hay về 50% nó sẽ phù hợp. Thế là nó phù hợp với nhiều đối tượng. Thì tôi nghĩ là nếu mà nhà nước duy trì cả hai chính sách thì nó sẽ tốt cho người lao động, để người lao động có nhiều sự lựa chọn. Trong khi đó, nhiều người lao động băn khoăn nếu giữ lại 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, số tiền còn lại được giữ ra sao? Giải quyết bài toán tích lũy số tiền còn lại với câu chuyện lương hưu như thế nào? 50% mà để lại sau này mình đóng tiếp ấy, thì mình muốn hỏi là ví dụ như 50% đấy mình để lại trong để cho bảo hiểm quản lý đi, số tiền của mình đi, thì để lúc mà mình đóng tiếp ấy, thì với cái thời điểm ví dụ 1 năm 2 năm sau mình có công việc làm mới mình đóng tiếp đấy, thì trong cái thời điểm là 2 năm đấy thì cái số tiền của mình ở trong bảo hiểm đấy thì mình có được cái quyền lợi gì không, có được bảo vệ gì không? Hết năm 2022, cả nước có hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 38% lực lượng lao động trong độ tuổi và còn khoảng 28,4 triệu người chưa vào hệ thống. Độ bao phủ bảo hiểm xã hội tăng chậm, trong khi số người rút một cục tăng nhanh. Thống kê giai đoạn 2016-2021, hơn 4 triệu lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Khoảng 10% trong số đó có thời gian đóng từ đủ 10 năm trở lên. Nếu không sớm giải quyết bài toán bảo hiểm xã hội một lần, thì việc trợ cấp xã hội cho người già không có lương hưu tới đây sẽ càng nan giải. Sáng nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa. Cụ thể, quý 1 năm 2023, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống công nhân lao động, Bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, tổng số tiền gần 37 tỷ đồng. Trong quý 2 năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, bảo đảm khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn bản. Nhiều năm qua, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong việc giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh. Đến nay, toàn quốc đã có 3.077 cô đỡ thôn bản được đào tạo. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, có 1.528 cô đỡ thôn bản đã được đào tạo nhưng ngừng hoạt động do không có kinh phí. Hiện tại, số cô đỡ thôn bản được hưởng phụ cấp đã giảm xuống chỉ còn 911 người, trong đó có 732 người kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản.
Việc duy trì hoạt động của đội ngũ cô đỡ thôn bản gặp nhiều khó khăn do việc thực thi các chính sách còn có sự khác nhau giữa các địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những chính sách về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị để hỗ trợ và duy trì sự phát triển của đội ngũ cô đỡ thôn bản, với mong muốn chính sách dành cho các cô đỡ thôn bản được quan tâm thực thi đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đợt 1 tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động Hàn Quốc đối với 8 thành phố, thị xã và huyện ở 4 tỉnh. Do có số người cư trú bất hợp pháp lớn, có 8 địa phương tại 4 tỉnh bị tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc làm việc, gồm Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh, Hải Dương, các huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa và thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Cơ quan chức năng luôn khuyên người lao động nên đi theo chương trình chính thống của Hàn Quốc tổ chức. Song song đó, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân không cư trú ở lại nước ngoài trái pháp luật.